vui mình góp lại, góp nhặt cát đá, thấy không? Ok rồi. Hồi nãy ông gì? Cái hai vợ chồng đó mà tới mỗi lần có cái thiền gì cũng anh cũng ai, có dừng hết. Vợ chồng nào? Vợ chồng người Bắc Kỳ, cái anh mà người vợ người ngoại quốc đó. Dạ. Để tụi con nói chuyện với nhau đó. Thì nói là thật sự không có ai mà không sợ sư phụ. Chính tôi cũng sợ thấy mẹ. Mà tướng anh cũng ngon lành lắm á. Ngon lành là sao? Đô hả? Dạ ngon lành, cái tướng cũng cái loại đô con mà dân có vẻ trí thức nhưng mà cũng hiểu biết nhiều lắm. Nhưng mà thực sự, anh em với nhau tất cả những cái ai mà tới không có ai không có sợ sư phụ. Nhưng mà sợ trong cái tình thương chứ không phải là sợ khiếp đảm. Tôi đâu làm gì đâu, sợ tôi không có cũng một tác sắc. Anh hôm qua anh nấu anh đầu bếp mà hai vợ chồng anh làm thành công lắm. Thì anh chở anh ngồi anh kể chuyện với chúng con á. Anh nói cái vấn đề mà thành công là chỉ có sư phụ gia trì. Cho nên gì cái khách nó quá đông. Rồi con mới nói với mọi người bên Hải, bên Sình á, anh đây lên trình bày với sư phụ có những cái điểm mà chính thôi. Thì anh nói thuộc sợ quá, không. Thì bây giờ anh lên trình bày để cho có cái niềm tin mọi người khác làm lên bên hết. Có mà, hôm trước anh nói mà. Nhưng mà anh nói bữa hôm nó nói trật lắc hết. Anh lên đường anh nói anh ngã. Cái tụi này thất vọng quá. Anh nói tại sao ông làm hôm qua, ông nói tụi tôi thất vọng quá, tưởng ông lên như là lên trên thằng ông. Thôi ông ơi, tôi không biết gì, tôi nói tôi sợ khiếp đảm. Tôi nghĩ đường mà tôi nói ngã. Thôi mà không có đường hoàng lắm mà. Anh nói bàn ghế làm chi. Ông Hải bên sân ông nói anh phải nhắm vô cái điểm chính. Là anh thành công đại giáo sư đại học tới ăn khang cái món ăn của anh. Làm cho cậu vui. Anh chơi tôi thấy cái điệu mà sư phụ tôi cái kiểu ngó lơ lơ là thôi anh cái trường của anh qua chỗ khác đó, chứ không có cái kiểu. Anh nói như vậy làm sao có cơ hội khác, thôi chịu thua. Thôi một lát nói cũng được nữa, bây giờ một lát nếu mà còn thì giờ mình còn một tiếng nè. Wow, còn tiếng thôi kiếm mấy người Việt Nam qua đây. Ok, tell me. Quay trở lại cái nhạc kịch đó. Vở kịch. Cái nhạc kịch. Mở màn, ok rồi. Dạ, dạ. Thật sự ra con thấy cũng lạ thật. Hôm mà tổng giật á, con thấy rằng cũng không có đi vô chưa có cái nề nếp lắm. Mà sao có trình diễn bữa hôm đó ra đâu ra đó ấy. Cái lạ kỳ cái chuyện đó mà ai cũng đồng ý là cái bản nhạc của sư phụ là hay nhất á. Bản nhạc mà sư phụ viết cho tượng gỗ đó. Tượng đá. Đá đó. Đá. Mà khách ai cũng đồng ý là cái bài tượng gỗ với tượng đá, tượng đá. Họ không biết là cái bài nó của sư phụ thực sự như vậy. Nhưng mà ông nói là trong cái bài nó hay nhất á. Là cái bài soạn hòa âm cũng như là cái lời của hai hay cái gì đâu Nhưng mà cái điều lạ là cái đồng tu, số đồng tu đi chụp hình mấy cái phòng triển lãm của sư phụ đó xung quanh đó có trăng á, chỉ chụp mấy cái chỉ đưa cho cộng coi bên cái bức tranh á, nó có cái màu trắng một cái dáng người giống như là hộ pháp này, ông nói là rất rất nhiều hình, có cái hình hộ pháp mà màu trắng đứng bên cái tượng sư phụ. Mà đưa cho con mấy lần và giấu cho kỹ. Giấu kỹ. Tại sao lại giấu kỹ? Quý lắm, quý lắm. Mình không có thể sang được sao? Dạ, chắc có lẽ sang được. Nhưng mà bán để đi về hỏi bà nặng thân. Ok. Hôm đó thì thật sự ra cũng như nãy đó, anh chia sẻ một cái đề cái điều anh chia sẻ chứ. Ok, được rồi, ok. Cái phòng triển lãm hôm đó con vô sao con thấy nó sáng rực sư phụ. Mà mấy người đồng tu mà nhìn họ cũng khác nữa. Cái bà Thanh mà bữa trước bà ngồi trên này, bà cũng già rồi chứ không phải là bà còn trẻ đẹp gì. Bà 70 tuổi nhưng mà bà đứng những cái người mẫu, mấy cái mannequin đó. Mà con nhìn con tưởng bà là người mẫu. Cái mà hồi bà nhúc nhích mới tới nói ủa sao nhìn chị tưởng người mẫu. Bà tưởng nói giỡn mà nói trời ơi chú làm tôi mừng quá này kia. 70 tuổi rồi. Dạ. Rồi còn cái ông liên lạc viên ở Dallas, ông đứng, ông canh mấy cái tượng Hy Lạp. Mà nhìn ông tượng giống như cái tượng Hy Lạp vậy. Tới chừng ông nói chuyện mới thấy, con mới tới con nói là tôi nhìn ông tôi tưởng ông như là cái tượng Hy Lạp. Đẹp quá hả? Dạ, ông nói, ô mừng quá, mừng quá. Mà sao nhìn người nào cũng sáng rực. Con không biết tại sao. Sao không biết tại sao? Gia trì mà. Da chì biến thành da vàng nó sáng. Nói da chì hoài không biết hả? Ok. Tại vì ở, người nào đến đó cũng chuyên tâm á, cũng mừng rỡ và chuyên tâm về cái tâm linh bữa đó đó.
cho nên người nào cũng có hào quang sáng rực như vậy đó. Bữa đó là không có nghĩ tới chuyện gì nữa hết á, chỉ là nghĩ tới cái đêm mà tâm linh thôi, ok, nghĩ tới lực lượng sư phụ bên trong thôi, nghĩ tới thượng đế thôi, à, cho nên sáng rực như vậy, không có gì kỳ lạ, ok. Còn gì nữa không? Với lại có thiên thần nhiều quá đi, với lại những vị thiên thần của những vị thiên đế thích này đó, thành ra họ mình cũng nhuộm chứ, cũng bị nhuộm cái hào quang của họ nữa. Mấy người mà tu lè phè đó cũng được nhuộm hào quang không, okay. Thành sáng rực hết, yeah. Ai cũng vui vẻ happy, ok. À, muốn hỏi gì nữa không? Hòa nói gì nữa không? Không, chia sẻ dễ thấy lắm. Hồi có mình nói dữ lắm mà sao giờ có nhiều đó vậy? Dạ, mình con thì nó phải đập thoại quá, có nhiều. À, sao đâu, nhầm đi, dạ. Mình biết mình nói nha. Mấy người kia chỉ hỏi chuyện bán xì dầu nào hầu tốt thôi. Những cái chuyện mà đi quảng cáo hay là gặp mà sư phụ giữa đường đây khác thì rất là nhiều, như xe bus hay là đi quảng cáo rồi đó. Dạ, thì rồi, cái chuyện đó thì xảy ra bình thường. Bình thường quá rồi. Okay. Vô cái một cái chỗ shopping đó thì đưa cái flyer đó thì còn nói ủa, tao thấy cái bà này hồi nãy bà tới đây mà. Dạ. Cái trong cái hình của sư phụ đó. Y chang bà mà. Dạ. Dạ. Tại cũng trước chắc có lẽ có thân của sư phụ cũng có đến giá trị rất nhiều trong cái việc nhà cô đi quảng cáo cho tôi. Dạ. À, phải đi mà dễ vậy thì tốt quá hả? Đi phải mua máy bay rồi có chuẩn bị lung tung hết. Đâu mà dễ mà đi qua bên đó mà phát trường đơn nữa. Ok, còn gì nữa không? Bổ túc thêm cái ông Đức Sassarus á, sư phụ. Mỗi lần mà mình mời ổng á, là ổng nói chứ mỗi every single time mà ổng làm việc với mình á, là lúc nào cũng có màu nhiệm xảy ra cho ổng hết á. Kỳ này cái dòng lời âm thầm đó, ổng lúc mà ông có và book hết cái ông rất là bận á, nhưng mà không biết tại sao thượng đế khuya hết cái công việc làm ông á, cho rảnh cho công việc cho làm cho cái show của mình. Ông bay qua mình trước một tháng, nhưng mà ông nói trong đời ông chưa bao giờ mình bắt ông làm nhiều như vậy. Hồi cái tóc ông dựng lên giống high style luôn, và gặp ông và thấy đội nghiệp ông, nhưng mà ông lúc nào cũng rất là khẳng định rồi xong mình nhờ ông làm cái và yeah, cái CD. He's a cool guy. Yeah. I saw him on film on TV with some kids, you know. It's a TV series or something before. Yeah. Ông làm với rất là nhiều nhiều người nổi tiếng lắm sư phụ, nhưng mà mỗi lần mà mình mời ổng là ổng nói không biết tại sao, đôi khi ổng bận với những nghệ sĩ này kia, nghệ sĩ kia lớn lắm, nhưng mà không biết tại sao cái schedule họ change hết, nó clear hết rồi xong cho mình và bay qua cho mình họ làm với mình. Okay. Yeah. Nên dạ. Nói tiếng Việt luôn, cứ nói tiếng Anh họ mấy người Việt không hiểu gì hết. Okay. Rồi Hòa nói hồi nãy Hải còn gì muốn nói gì nữa? Hôm trước cái ông đó ổng thấy ông gặp sư phụ cái ổng quýu ông biết đường nói. À, ông già đó hả? Dạ. Ông nói ông mở lớp Vinhood mà ông chỉ biết có một cái số thôi đó hả? Dạ. Rồi dạ, ok. Đây là bà xã của ổng, hai vợ chồng. Sư phụ cho phép thì chạy trước chạy sau. Xin bổ túc tiếp ngày hôm qua. Ok. Ổng là cái lớp Vinhood của ổng thường có nhiều lần đứng hạng nhất. Lớp Vinhood, tất cả lớp Vinhood ở USA ổng là hạng nhất theo của cái review cái khách hàng á, mà ổng nhiều khi bán có một ngày mà trả được nguyên cả tháng. Wow, trời. Tại vì có ngày ổng bán được 800-900 mà tiền mướn có 500 thôi. Tại vì cái tiệm nhỏ chỉ có 3-4 cái bàn. Vậy thôi. Thành ra bán một ngày trả một tháng. Wow. Mà có mấy người đầu bếp mà professional rất là giỏi, 4-5 người tới. Hỏi thăm rồi muốn học hỏi cái cách làm việc. Rồi có một ông thầy, ông dạy mấy người ra đầu bếp ạ. Wow. Ông tới, ông gặp, ông nói là ông muốn học trò, ông tới đây học cái cách ông này quản lý như thế nào. Cái điểm nhỏ xíu như vậy mà cho bà bổ túc không hề, nói đúng không? Nói đúng à? Okay. Rồi ông nói là cái tiệm tôi thì nhỏ mà bê bối. Thì cái ông kia mới nói thiệt anh,
cái tiệm của anh á, nguyên cái tiệm của anh chưa bằng một góc cái nhà bếp của tôi. Nhưng mà tôi muốn học hỏi anh, ông thì ông mới từ chối, ông nói là cái tiệm tôi nhỏ như vậy thì ông mà đưa mấy người đó tới tôi rất là hổ thẹn. Thì cái ông đầu bếp tôi nói tôi mới là người hổ thẹn. Tôi là dạy mấy người đó mà tôi phải đưa nó lại đây. Mà đồ ăn của tôi ra không bằng đồ ăn của anh nữa. Wow. Dạ. Ông có thử chưa mà ông biết là không bằng. Ông có ăn thử. Wow. Có đem lại cho tôi thử không? Ôi đâu có đem gì đâu. Ngày mai nấu thử nha. Okay. Bà chị thì được cái là khách vô đó là chị nhớ tên. Wow. Chị nhớ món ăn mà chị đó nhớ. Rất là quan trọng. Khách chị... họ thích vậy đó. Yeah. Chỉ nhớ là họ ăn mặn, ăn lạt, ăn ngọt như thế nào, chỉ nhớ hết. Wow. Thành ra khách rất là thích. Đó, ai cũng thích vậy đó. Họ thấy họ là quan trọng, thấy chưa? Mà nhiều người họ đi xa, cái tiệm con cũng vậy. Nhiều người họ lái xe 2 tiếng, 1 tiếng rưỡi họ tới. Họ nói là tôi lái 1 tiếng rưỡi mới tới đây. Nhưng mà it's worth it. Anh rất là xứng đáng. Mình nghe mình muốn khóc luôn. Mình muốn khóc tại vì cái tâm của họ, họ rất là thành tâm. Mấy người mà đi cộng tu mà được siêng năng vậy tốt biết bao. Hồi xưa đi có một chút cái nói sao mà xa quá. Người ta đi ăn mà phải lái xe 1-2-3 tiếng như vậy ha. Còn quý vị hả? Nói là đi đâu lái xe đi xa, không có xa quá không có đi lại cộng tu hả? Oh my god. Rồi còn gì nữa không? Ông chồng về chị đó. Dạ. À. Đang đầu bếp á. Ông bận quá đó sư phụ. Ông xách đồ vô. Dạ, ông nói ủa sư, ông tôi thấy ông quen quen mà sao ông để râu rồi dài quá trời, tôi tưởng mua tạ tốn đó. Nhưng của Kim Dung đó, ông nói bận quá không có thời giờ. Mà cầm. Vậy thôi. Mà tôi nói ủa, ông có thời giờ tỉa mà sao ông tới đây được? Ông nói tại sao anh tới đây? Hồi là mình hết đồ có tới đây được. Ông nói thượng đế kêu. Không có phải Tiếu Lâm lắm. Dạ. Bận gì dữ vậy? Dạ. Bận gì mà muộn quá trời trời. Không believe this. Kính chào sư phụ. Rồi. Dạ, tụi con được đến đây lần này đó là thật, con cũng có trong tâm con cũng có nói với liên lạc viên là tụi con cảm ơn sư phụ triệu 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 lần. Cái thứ nhất là hôm qua ông chồng của con ảnh rung quá, anh cũng nói không được mà với không có chuẩn bị đó sư phụ. Thành ra bữa nay con xin bổ túc tiếp. Rồi bổ túc là sau khi mở nhà ăn chay thì cũng tại cũng không có kinh nghiệm đó sư phụ. Rồi tụi con cũng tu sửa cái tiệm một cũng hơi một thời gian. Một tuần trước khi mở, ông xã con cứ nói trời, ai cũng nói nhà hàng phải có nhiều nước sốt lắm mới mình mới bán được, đằng này không có biết nước sốt gì hết sư phụ. Rồi cái bữa đó ảnh cũng đi chợ đó, ảnh mới cầu sư phụ, nói trời con nghe nói người ta nói nước sốt phải có mới bán nhà hàng được. Tự nhiên anh đang đi kiếm cái hàng nước sốt, anh cũng về anh kể cho con nghe sư phụ. Cái có một vị đó thì tụi con nghĩ là chắc là quá thân của sư phụ. Cái ảnh mới bị nó mới lại hỏi vỗ vai ảnh, nói ông kiếm cái gì vậy? Thì ông xã con mới nói tôi nghe nói mở nhà hàng chay mà phải có nước sốt, mà tôi không biết nước sốt gì, tôi nhìn tôi thấy nhiều quá mà không biết loại nào. Cái bà mới cầm lên một cái hũ, bà nói nè cái này nè, đem về nấu cái gì nấu cũng bỏ nó vô ăn là rất là ngon. Dạ. Thì cái vị đó mà ảnh nói bây giờ quay lại mất tiêu hả sư phụ? Cái ảnh có mua hũ đó về. Mua hũ đó mà cái đem về nấu sư phụ. Cái không biết nói ủa đưa đem về nấu phải làm sao? Cái tự nhiên ảnh cũng ngồi, tụi con cứ ngồi thiền cầu sư phụ là cho cách dạy cách nấu vậy. Chứ không biết thiệt là phải phiền phức với sư phụ quá. Mà không biết. Vậy này trên để xem tivi bao nhiêu đồ ăn. Rồi cái ảnh trước khi mà mở tiệm anh sư phụ, ảnh coi hết SMTV, ảnh coi ảnh in hết trơn cái menu của SMTV ra. Rồi nghiên cứu cái nào mình nấu được, cái nào mình nấu không được mới để bằng bên. Xong mới nói cái nước sốt này chắc vô cái món này được, nước sốt này vô món này, mà có một cái nước sốt thôi sư phụ. Bán một năm trời mà có một nước sốt thôi đó sư phụ. Trời ơi. Dạ. Mà từ nước từ chiên xào nấu cái gì cũng một nước thứ nước sốt thôi. Mà không ngờ cô thương vợ biết tụi con mở ra mới có chưa được 3 tháng sư phụ, mà hoàn toàn không quảng cáo á. Ở đây cũng có một số đồng tu cũng có đến tiệm con ăn đó. Cũng biết sư phụ không, tự nhiên cái cô khách hàng đó cũng người Mỹ, mà khu đó người Mỹ trắng cũng mới kể lại, cô nói con, cô nói tiệm của cô đứng hàng thứ 5 trên 360 mấy tiệm vừa chay vừa mặn ở Worcester. Cái con mới nói ủa làm gì có cái hạng này, con nói cổ vậy, cô nói không biết hả, không. Cái cổ mới đưa cái iPhone của cổ, có đưa con coi sư phụ. Cái con vô con kể cho ông đầu bếp nghe, hai vợ chồng mừng quá khóc.
nói trời sao mà nấu sao tự nhiên nó xếp hạng mình hồi nào vậy nè anh, con nói vậy đó sư phụ. Vì không biết nó đồn làm sao mà nó đồn mà cách cái trường đó dạy về nấu ăn với sư phụ của hội 7 ngày Seventh Day Adventist đó sư phụ. Adventist, yeah, yeah. They are vegetarian. Dạ, yeah. Ông đó là giáo sư dạy cho cái trường để mà nấu đồ ăn đó sư phụ. Không biết họ đồn sao mà ông đi xuống, ông xuống tiệm con ông ăn một lần mà con cũng không biết ông nữa. Ông ăn xong cái sau đó cái ông mới gọi điện thoại, ông nói chứ bây giờ cho tôi xuống tiếp xúc với lại cái ông chủ nhà hàng được không. Con mới nói ông chủ nhà hàng bận lắm không có tiếp được. Ông nói tôi có việc quan trọng lắm muốn nói với ông. Con nói vậy chắc có thể để dịp khác đi chứ tụi con sư phụ biết là một người chạy bàn người nấu, một người chạy bàn người nấu mà con vừa chạy bàn con vừa phải phụ cắt đồ ăn, phải bưng cho ảnh để nấu, rồi con phải bưng ra rồi không tính có tiền. Người khác sao không dạ, mướn ai à? Dạ thưa lúc đó tại mình còn mới đó sư phụ, chưa có biết quản lý chưa gì hết trơn sư phụ, mà chính cái ông chủ nhà mà tụi con thuê nhà ổng còn nói sao thấy hai người này già quá mà sao thấy họ khỏe quá, họ làm việc gì đâu mà 2 giờ khuya mới đi về đến nhà mà 4 giờ sáng lại nghe họ lục tục rồi, tại tôi ở mướn cái lầu 3 thôi. Già lụng cụm là leo lầu 3 tại không có thang máy. Dạ không có thang máy với lại gấp quá đó sư phụ. Trong chồng có nửa tiếng đồng hồ mướn căn nhà đó. Rồi cái họ nói sao mà tôi cũng bằng tuổi anh mà giờ tôi thấy tôi không có khỏe như anh, ông bị stroke mấy lần hả sư phụ. Còn anh mà thấy tôi thấy ông cứ không có ngủ. Ý ông nói tôi còn không ngủ mà tôi còn thiền 4 giờ dậy thiền hả sư phụ. Dậy thiền mặc dù rất là cực nhưng mà vẫn thiền. Thường lúc đó cũng thiền cố gắng thiền đủ 3 tiếng sư phụ. Dạ. Rồi cái thiền xong 4 giờ đến 7 giờ là con phải ra tiệm với ảnh, hai người ra tiệm chuẩn bị thức ăn sẵn đó sư phụ, cắt sẵn đồ để đó là 11 giờ mở cửa. Rồi sao ông mới tự nhiên bữa đó cái ông giáo sư đó ông xuống sư phụ, ông mới nói là chứ bây giờ cho ông nói chuyện với ông đầu bếp thì cũng ông xã con cũng ra nói chuyện, bữa đó không có khách nhưng có ra nói chuyện thì cũng như anh Hải, ông xã con cứ kể anh Hải nghe anh nói vậy đó, nói là ông là thầy giáo mà tôi là người mới được ra nghề có mấy tháng vậy nè mà ông đòi học, tôi đâu có biết cái gì mà tôi chỉ ông. Ông nói không phải, tôi học cái cách của anh, nó vừa cách nấu mà vừa cách quản lý nữa. Vừa cách làm xong cái nhà hàng nhỏ xíu xiu mà sao mà bán như vậy mà chạy bạn nhưng mà tiếng đồn vang tùm lum hết trơn. Cái ông xã con nói thôi thì để hẹn ông khi khác đi chứ bây giờ chắc tôi cũng không ấy được. Cái ông sư phụ biết không, ông ăn có một tô một món gì mà tại lâu quá con quên rồi sư phụ, gần 4-5 mấy rồi sư phụ. Ông nhét ở dưới có mấy đồng bạc mà ông nhét 10 đồng ông để ở dưới cái đít dĩa đó sư phụ. Rồi ông đi về con mới biết là ông cho con tiền tiếp 10 đồng như vậy. Mà nói về nếu mà tại sẵn đây con nói về tiền tiếp, cái tiệm con sư phụ biết không, mới tuần vừa rồi đó cái hai vợ chồng đó bên New York qua tiệm con ăn, rồi họ nói họ đi tại cũng nghe tiếng đồn ăn ngon, họ đi ghé sư phụ ăn, họ ăn có 20 đồng họ cho con 20 tiền tiếp là 40 sư phụ. Wow. Yeah. cái con mới cho tiền tiếp đủ xài rồi. Dạ tiền tiếp đủ để sống rồi, đủ để trả. Dạ thì cũng may là sư phụ biết không, họ thấy được tiền cái chính cái cô Sharon ở bên Cali đó sư phụ, ý cô ví gần đó cô. Qua tiệm con cũng nói trời cái giá tiền gì thực đơn mà giá tiền ra quá rẻ. Mà chính nhờ như vậy sư phụ mà người ta lên trên cái mạng ấy sư phụ, người ta nói chứ tiệm này bán đồ ăn rẻ lắm, làm ơn cho tiền tiếp nhiều. Hey, so funny. Yeah, cái đó là thực sự toàn là khách hàng quảng cáo cho tụi con không sư phụ. Okay. Yeah. Rồi cái bán cái chuyển qua lớp Vĩnh Hết sư phụ, chuyển qua lớp Vĩnh Hết tháng đầu sư phụ. Yeah. Được hạng nhì toàn quốc. Toàn quốc. Dạ. Wow. 44 cái lớp Vĩnh Hết được hạng nhì. Cái wow. Cái quà tới mấy tháng sau lên được hạng nhất sư phụ. Wow. Dạ. Hạng nhất của lớp Vĩnh Hết hết đó hả? Dạ. Chứ không phải hạng nhất bên ngoài hả? Dạ không, của lớp Vĩnh Hết không sư phụ. Wow, mấy cái tiệm lớp Vĩnh Hết kia làm lè phè cái gì vậy? Anh được hạng nhì. À. Tôi con với ông xã con với ông Hải hai người mừng quá chia sẻ. Sao mày làm lè phè vậy để cho xuống dưới vậy hả? Hai ông vợ chồng già nó lên hạng nhất. Wow. Dạ, rồi cái năm vừa rồi cũng được hạng nhất nữa sư phụ. Wow. Hy vọng năm nay cũng được hạng nhất nữa, khách hàng bầu không đó sư phụ. Tôi hy vọng vậy mà tất cả đều do sư phụ nấu hết chứ tụi con không có nấu gì nữa đâu. Mà làm sao ai biết được người nào nhất hạng nhì, họ viết lên đâu? Họ viết lên cái dép á sư phụ, với lại hoặc là trip advisor họ đưa hết cho tụi con coi sư phụ. Oh, còn nhiều khách hàng lắm họ đem xuống họ cho tụi con coi, hoặc là happy cow á sư phụ. Wow. Với lại open spoon gì đó. Oh. Là nó cho năm sau nó cho 100% là good không á sư phụ. Bravo. Yeah. Yeah. Tụi con cũng muốn chia sẻ với sư phụ với đồng tu là để giống như mình tiến hành
cái lớp Vinh Hết càng nhiều càng càng tốt với sư phụ. That's good. Yeah. Good. Congratulations. Cảm ơn sư phụ nhiều.